anh Hùng bắt đầu hay rồi, anh Hùng bắt đầu hay rồi. Vẫn còn, hay quá nhở. Lên. Vẫn còn, bình thường, có gì đâu. Tiếp, tiếp. Vẫn còn rồi. 15, 13. Vẫn lên. Bom. Bình thường thủ kinh nhỉ. Đẩy cổ tay. Dã man thật. Vẫn lên, bình tĩnh quá. Rồi một đường cầu rất hay của đằng cơ. Rồi dính người rồi. Nhất giải này, nhất tuổi này không biết bao nhiêu anh ạ. Tí nữa trao giải biết nhá. Tí nữa em live stream trao giải luôn. Đập cầu rất gắt. Già quá như đôi trẻ luôn. Già đánh trẻ không chịu được. Chính xác. Thế quái nào mà vẫn qua lưới được. Cái điều gì vừa xảy ra vậy? Hello, chào mừng mọi người tiếp tục đến với live stream của Hùng. Đây là trận chung kết lứa tuổi 31-40 giải cầu lông thôn Ô Cách mở rộng. Bắt đầu. Đây là trận chung kết lứa tuổi 31-40 giải cầu lông thôn Ô Cách mở rộng. Năm 2019, đây là lần thứ 3 giải đấu được tổ chức. Thôn Ô Cách thuộc địa bàn tỉnh huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh anh em. Phía gần màn hình của chúng ta cặp đôi Trung và Oánh. Phía xa màn hình là cặp đôi Hoành và Hùng. Trung Oánh này là của Bắc Ninh anh. Trung Oánh là đại diện của chủ nhà Bắc Ninh. Phía xa màn hình là cặp đôi Hùng và Hoành kết hợp của Quảng Ninh và Bắc Ninh. 2-1. Trận đấu này Hùng nghĩ còn hay hơn trận kia. Mọi người cứ tin Hùng đi, xem là sẽ biết. Trận này kéo lại 3 set thì mệt. Thủ cầu không qua lưới, điểm 3-2. Hùng không nhầm thì lần trước ở giải Cúp Truyền hình Bắc Ninh thì Hùng cũng có quay chung kết, hình như cũng có đôi Oánh Trung để đánh nhau. Hai đội cố lên, trận này hay. Phạt cầu lỗi. Đỡ cổ tay rất hay. Những đường cầu rất lắt léo. Cầu vẫn trong sân, điểm 5-3. Thủ quá lì. Tình huống chém cầu vào điểm giữa sân khá khó chịu. Tình huống bắt lưới rất nhanh và chính xác. Điểm số 7-3. Lỗi mất rồi, tiếc quá. Vâng, một tình huống cổ tay quá dị của tay vợt Hùng. À thì nó không kiểu thiên về đập như cầu trẻ, nhưng mà cầu thì nó What? chạm người. Đó là một tình huống cầu chạm người rồi. Tất cả chúng ta hơn 100 người đang theo dõi cái live stream này đều có thể nhìn thấy. Đội điểm 6-7. Ngoài sân 7-7. Thủ cầu non quá.
rồi, chia sẻ Duy Phạm nhá, có người chia sẻ nào muốn chào Hùng không? Hôm nay vận động viên phát cầu lưới nhiều thế nhỉ? Run 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 Cameroon 89. Hay quá, một tình huống cài cầu rất đơn giản. Điểm số 18. Ô, trả lại đúng một đường cầu tương tự. Các vận động viên họ đang du ngủ nhau hay sao? Cao rồi. Phía bên này họ chủ động dí lưới nhanh lắm, bên kia một cái kiểu chém. Ôi vẫn còn kìa. Các chú lấy đâu ra sức. Ôi, bình tĩnh thật. Lưới rồi, khá vội vàng, 11 đều. Anh Hùng giao cầu. Tiếp tục là cơ hội tấn công. Một tình huống đập cầu rất lắt léo nhưng rất tiếc là cầu ngoài sân. Đập cầu vào lưới rồi, ta sẽ 21. Vẫn còn. Rồi, bắt bài rất hay. 14-11. Lại là một tình huống cài cầu quen thuộc của tay vợt áo đỏ. Huống đánh lừa cầu. Giật hai nhịp hay quá nhở. Vẫn không thể ăn được. Bỏ cầu rất tự tin, cầu ngoài sân của 15-12. Họ cũng không thể nhanh bằng những tay vợt trẻ nữa rồi. Chân nó không bật nhanh nữa. 13-16. Vội vàng 14-16. Hay quá, 15-16. Toàn những tình huống chặn cầu ăn điểm mọi người. Ngoài sân, khá may mắn cho cặp đôi phía xa mà này. Cầu hơi vội rồi, 18-16. Bắt cầu, dính người luôn, không né được. Tình huống bấm cổ tay khá chim. Cầu hết rồi, bắt bài hết rồi. Người cặp đôi oánh trung này vừa mới loại đôi Tú và Mạnh Nho ở vòng ngoài nhá. Nhất giải này, nhất tuổi này không biết bao nhiêu anh ạ. Tí nữa trao giải biết nhá. Tí nữa em livestream trao giải luôn. Đập cầu rất gắt. Già quá như đôi trẻ luôn. Già đánh trẻ không chịu được. Chính xác. Quá nhỉ. Thế quái nào mà vẫn qua lưới được. Cái điều gì vừa xảy ra vậy? Điểm số 1 đều. Đập cầu ngoài sân. Ngoài sân rồi. Cổ vũ cho cặp đôi phía gần màn hình. Tối nay, buổi trưa nay mấy anh em về đi ăn thế nào. Màn hình thắng nhanh ơi, lội ngược dòng luôn. Trên cầu tốt, điểm 24. Đập cầu. Không hiểu ý nhau rồi. Phong độ mút trời luôn. Đấy, anh em không hứng mấy nhở. Nhưng thực sự như lứa tuổi này mới học được nhiều điều. Đập cầu rất tốt. Đấy.
lên. Bom. Bình điều thủ kinh nhỉ. Đẩy cổ tay. Dã man thật. Vẫn lên, bình tĩnh quá. Rồi một đường cầu rất hay đằng sau. Cầu dính người rồi. Điểm 83. Bình tĩnh thế nhỉ. Điểm 93. Vẫn không ăn thua. Rồi. Chán luôn. Điểm số 13. Giật cổ tay kìa. Wow, kéo lưới vãi trưởng. Động tác họ thực hiện nó bon dã man luôn. Ôi, một pha trích khá hay. Anh Hùng. Anh Hùng đập lưới rồi. Bên kia lì lắm. Quá lì. Mình kêu họ lì lắm. Vừa lì vừa bền. Vẫn qua chém cầu đây cảm giác. Anh Hoành không đập được nữa rồi. Bom. Vẫn không ăn thua, vẫn không ăn thua. Rồi. 51. Không biết không phải nó không có sức mà bọn nó đánh không vào tay được. Nó đánh cứ lỗi anh. Trong cầu lông, trong thể thao không gì là không thể. 62. Trong trận đấu trước thì cặp đôi phía xa màn hình cũng giành chiến thắng. Trong trận đấu trước là trận đấu lội ngược dòng của cặp đôi phía bên này màn hình vẫn còn. Của phía bên kia màn hình. Xoay tay không kịp rồi. Đơn giản thế nhỉ. 14-7 rồi. Không qua lưới. 84, vẫn còn cơ hội. Đó. 94. Vẫn thủ được kìa. Bên kia thủ ra màn. Ngoài. 10-14. Cũng không với được đẹp được. Rồi một pha đập cầu rất cắm. 11-14. Hay rồi, hay rồi. Bom. Vẫn lên, tiếp. Rồi. 13-14, cặp đôi Hoành Hùng đã lấy lại phong độ. Anh Hùng bắt đầu hay rồi, anh Hùng bắt đầu hay rồi. Vẫn còn, hay quá nhỉ. Lên. Vẫn còn, bình thường, có gì đâu. Tiếp. Tiếp. Vẫn còn rồi. 15-13. Hôm nay em đánh ngay đấy. Không. Hôm nay đánh sung quá. Hôm qua lưới 14.
45. Quá hay. Trời ơi, tiếc thế anh ơi. 15, 16, 14. Và đáng tiếc cho tình huống phát cầu không qua lưới của anh Hoài. Đập điểm tốt bên kia Lý nhỉ. Cứ như kiểu đập vào tường ấy. Bốn rồi, nho thì biết nào rồi. Cầu ngắn 15-18. Thế cờ trong trận đấu này. Chém cầu kìa. Này anh Trung quá xuất sắc. Vâng, vô cùng đấy. Trận chung kết đôi nam trên 30 tuổi kết thúc. Chiến thắng cho cặp đôi của chủ nhà, cặp đôi của anh Trung. Hello, goodbye mọi người. Hẹn gặp mọi người tại live stream sau của Hùng tại giải đấu vô địch cắt tay vợt xuất sắc toàn quốc diễn ra ở thành phố Thái Bình vào tối ngày mai nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Goodbye và xin chào và hẹn gặp lại. Bình luận viên Sport Hùng.